Rồi, chúng ta bắt đầu học. Thế thì nội dung sáng nay chúng ta sẽ như về tuần trước là thầy đã trình bày cho các em về cái mạng neuron, như vậy là ta đã biết dùng ổn chưa nhỉ? Mọi người đã sử dụng mạng neuron như vậy ổn chưa? Đã rõ được chưa? Trả lời xem nào. Bị Lê Bá Thắng, Lê Hữu Trường, Trần Văn Khánh Bảo, Bạch Hải Nam, Trần Đình Phú vân vân này. Mọi người dùng đã ổn chưa? Chạy đâu hết rồi? Tất cả bật Cần camera lên xem nào. cần thêm một cái ví dụ nữa thầy. Ví dụ như thế này, cách làm là ví dụ như có làm ví dụ gì nữa thì nó không thể thôi chứ. Và được rồi, thì ta sẽ tìm một cái ví dụ khác để mà minh họa thêm xem nào. Chẳng hạn bây giờ ta bắt trước là ví dụ của cái này, tức là đã đi vào cái động cơ một chiều rồi đúng không? Bữa trước có chưa? Trước là có tay máy robot gì đó thầy, gấp Đấy. gấp gấp đồ vật. Gấp đồ vật à. Ví dụ bữa trước là tay máy gấp đồ vật. Đây. Thì bây giờ nếu mà thêm ví dụ nữa, ta chuyển qua một đối tượng khác. Thầy lấy ví dụ các em tự làm trước thì nó hay hơn là thầy làm nói xong thầy làm liền. Nên ta làm ví dụ hai. Nhưng mà chắc là trước khi trình bày ví dụ thì ta nói luôn về cái file logic này rồi, với mơ cái hợp neuron này làm luôn một lần. Điều khiển cái động cơ, tôi cho là điều khiển tốc độ thôi, cho động cơ chiều nó nè, với đối tượng có moment quán tính đổi. Đấy, thế nào gọi là đối tượng có moment quán tính thay đổi? Tức là đối tượng á, nó gắn vào động cơ mà trong quá trình chạy của nó là cái trọng tâm của cái phần quay nó thay đổi á, thì đương nhiên là moment quán tính nó sẽ thay đổi. Ví dụ như là động cơ kéo lò quay nghiền xi măng. Đấy, là bởi vì cái lò quay nghiền xi măng ấy, thì nó là cấu tạo như thế nào, là hình dung nó như thế này đây. Ở đây là cái lò quay nó dài như thế. Thực tế thì nó không phải nằm ngang mà nó sẽ nằm hơi dốc dốc một chút để cho nó chạy. Đây là cái động cơ gắn vào, tất nhiên thông qua hộp số nhưng mà thôi ta cứ coi như là gắn trực tiếp. Đấy, gắn vào cái lò này, điều khiển cái lò này quay. Đấy. Thì trong này á, thế những cái trục quay thì nó sẽ là về nguyên tắc thì nó sẽ nằm bên này, nhưng mà đồng cái lò này nó sẽ không dùng trục quay mà nó dùng cái vòng bi đỡ. Nên là trên cái lò này nó sẽ có khoảng một số cái vòng bi đỡ nằm hai
ở đâu như thế này. Tức là cả cái lo có như là một cái trục to. Đấy. Cả cái lo có như là một cái trục to. Còn nó quay trong là 4-5 cái vòng như thế. Đấy, như vòng bí như này đây. Nó quay trong này. Thế thì những cái vòng này được gả cố định trên dàn cứng. Cố định trên dàn cứng. Và khi mà cái lo này quay thì những vòng này sẽ là cố định, vòng trong nó quay theo đó nè. Cái vòng bí này nó có đường kính được khoảng 3 mét. Thế rồi là gì, thì trong này vật liệu á, thì nó khi vật liệu nó vào á, vật liệu nó vào đường này, vật liệu đó nè. Vật liệu vào thì nó sẽ ra ở đây, vào đổ nó ra đây. Thế thì trong quá trình chạy như thế thì phân bố vật liệu ở trong này á, nó rất là lung tung, chỗ đây chỗ mỏng nói chung là có đủ cả. Do là cái rí này á, của cái lò này á, nó sẽ thay đổi liên tục. Moment quán tính, vì moment quán tính chẳng quá là gì, moment quán tính chẳng qua là cái sự phân bố khối lượng trong quá trình chuyển động quay thôi. Đấy. Như vậy động cơ này quay thì sẽ làm cho cái rí này nó gồm có cả cái lò và cả cái động cơ này, nó nằm trong một cái kết cấu và nó quay theo. Cũng như cái cầu thế thôi. Thực ra cái cầu để nó chạy, nhưng mà trong quá trình cái chạy thì cái cầu nó sẽ rung lắc và nó làm cho là cái quán tính của hệ thống nó thay đổi. Tuy nhiên sự thay đổi đấy chúng ta sẽ không phân tích trong cái phần cơ khí với quá nhiều, bởi vì nó khó, em làm không ra đâu. Thế nên thầy bỏ qua cái chuyện đấy. Đấy, cũng giống như là ví dụ về cái cầu đó nè. Cái cầu là cái nhịp như này đây. Đấy, nhịp như thế. Nhưng mà cái nhịp này á, chẳng qua mình vẽ thế này thôi, chứ đúng ra của nó là cái nhịp nó cong. Cho cái này lên một tí. Cái nhịp của cầu á, thực ra là nó cong. Đi quay á. Nó hơi cong thế này. Đấy. Rồi là cái trụ á, thì nó nằm ở giữa. Trụ nằm ở giữa như thế. Đấy. Cho nên là trong quá trình quay á, là cái cầu sẽ có cái dao động. Nó có thể là đấy, có nghĩa là cái cầu nó có thể chuyển động lên xuống đó nè, theo cái nhịp này đây. Đấy. Là lên xuống là một kiểu. Kiểu thứ hai nữa là nó chuyển động quay lắc xung quanh cái thân của nó, hai nhịp có thể lắc không đều. Đấy, lắc cái này theo do gió sinh ra thôi đó nè, sinh ra rồi là cả cái chuyển động tăng tốc giảm tốc nó sinh ra, cho nên là rõ ràng cái rí này á nó cũng sẽ thay đổi đó, rí thay đổi. Về lý thuyết thì nó không đổi, nhưng thực tế là nó thay đổi. Cho nên trong ví dụ đưa ra đây, chúng ta điều khiển cho một cái động cơ mà có cái moment quán tính rí nó thay đổi, thì như vậy là đồng thời á là cái mạch từ từ động cơ là phi tuyến, và theo phi tuyến bảo hòa, phi tuyến có tính bảo hòa,
rằng là đối với mọi cái động cơ đúng không, thì đặc tính của tự hóa của nó luôn luôn là đường nó có tính chất là phi tuyến và bão hòa, phi tuyến tính bão hòa như nữa. Cụ thể tức là gì? Cụ thể tức là nó đi như thế ha. Đấy. Thì những cái này nó vừa từ trễ, vừa là vừa phi tuyến, vừa bão hòa, chứ nó nằm một đống ở trong này. Đấy. Do đó là những đối tượng thực tế chúng ta học, chúng ta sẽ thấy nó không bao giờ có cái tính tuyến tính giống như là lý thuyết, mà luôn luôn là có cái độ phi tuyến ở trong đấy. Và muốn thế thì khi xây dựng mô hình, chúng ta phải xây dựng nó trở thành là đối tượng phi tuyến. Có nghĩa là bây giờ ta viết lại phương trình động cơ, đúng không? Đấy. Phương trình động cơ. Chỗ này ta viết là gì? Đấy. U. Nào, nó sẽ bằng là R I. Mẹ R này là một cái hàm theo cái gì? R lại là cái hàm theo nhiệt độ, cho nên nó cũng là cái giá trị nó biến đổi. Đó nè. Đấy, cho nên ta R này ta phải viết là, đúng là phải viết là cộng R cộng với một cái delta R. Mà giá trị delta R này là thay đổi theo nhiệt độ nhân với I cộng với là L cũng cộng với delta L. Giá trị điện cảm này thay đổi theo cái biến thiên tư trường. Nếu mà cái mạch tư nó tuyến tính thì delta L nó không đổi. Nhưng mạch tư nó phi tuyến thì delta L nó xuất hiện. Đúng không nào? Đấy. DI trên do là DT cộng với, đúng không? Là K, chúng nói là K phi, chúng ta cứ viết là như thế cũng được. K phi nhân với là N, đúng không nào? Và ngoài ra cộng thêm một cái thành phần không xác định nữa, cái này xuất hiện do cái phản ứng, phân ứng nó sinh ra. Thì trong phản ứng thì có hai loại phản ứng, một loại phản ứng từ phản ứng ngang trục và một loại phản ứng dọc trục. Đó nè. Đó chính là cái hệ ngang trục, chính là cái hệ V, và dọc trục là cái hệ D. À. Như vậy là cộng với một thành phần F nào đấy. F theo phản ứng, tức là theo dòng điện. Thì thành phần F này gọi là thành phần bất định của cái động cơ. Dù một chiều là xoay chiều thì nó cũng xuất hiện thành phần bất định đó cả. Cái thứ hai nữa là K phi nhân với I. Đó. Mà ta chú ý rằng cái phi này nó cũng không phải là hằng số, mà nó lại là bão hòa, có dạng hàm bão hòa. Thế là phi này là theo I. Đây là theo I. Phi này cũng thế, theo y nhân với y thì nó bằng là ri cộng với cái delta ri, tức là độ biến thiên của moment quán tính khi cái trục nó quay và nó làm thay đổi, đúng không? Và d của n trên dt đấy, và cộng một moment cản ta gọi là cái t. Thì như vậy đấy mới là cái phương trình đầy đủ của cái động cơ chúng ta đang mô tả. Phương trình đầy đủ nó là như thế. Thế thì bây giờ nếu ta xây dựng cái động cơ, ngay cả điện trở chúng ta cũng đo không chính xác, điện cảm ta cũng đo không chính xác, thì mặc nhiên ta phải có, nó có một cái độ thay đổi delta R delta L xuất hiện. Như vậy là trong cái mô hình động cơ chúng ta phải đưa những cái thứ này vào. Đấy.
Và ở đây chúng ta đang điều khiển tốc độ thì ta có cái đầu ra là ta lấy cái N. Đó là. Thì việc xây dựng mô hình này em sẽ tự làm thôi chứ nó cũng không phải là khó, đúng không? Thì từ đây chúng ta sẽ rút ra là từ đây chúng ta rút ra là cái gì? K phi y n, đúng không nào? K phi y n này bằng cái điện áp đặt vào, tức là bằng cái U trừ đi toàn bộ cái đám này, đúng không? U trừ cái này, trừ cái này, đơn giản thế thôi, và trừ cho Fi. Đó nè, trừ cho Fi là phương trình thứ nhất. Và phương trình thứ hai chúng ta cùng cá phi, nhưng mà cá phi y thì là chúng ta viết theo cái này. Thì người ta được cặp phương trình, viết lại cặp phương trình này để mà mô tả xây dựng cái mô hình, đúng không? Rồi, xây dựng lại cặp phương trình này đây. Bây giờ ta, ví dụ ta vào MATLAB ta xây dựng lại phương trình thì ta sẽ làm như thế nào? Và đây là mô hình ta đưa ra, cửa sổ của nó đây. Đấy là một rồi. Tôi cứ cho cái phương trình nó nằm ở bên này đây. Đó, cửa sổ của ta nằm ở, cửa sổ của ta nó nằm ở bên này. Đấy. Như vậy là từ phương trình ta có U trừ RI, đúng không? Ta phải cần được một cái khối là cộng U và 3 phần trừ. Như vậy ta sẽ đưa vào một cái khối như vậy. Thế làm đại khái một vài chỗ rồi, còn lại các em sẽ tự làm. Đây. Như vậy là cộng và trừ trừ trừ, ta bỏ bớt cái này, nó ở dạng rectangle. Của thứ nhất, bây giờ đầu vào điện áp thì ta điều khiển động cơ thì kiểu gì cũng phải đặt điện áp lên nó. Đấy, kiểu gì cũng phải đặt điện áp lên nó. Ví dụ điện áp là một chiều trước nó hằng số đi, điện áp tăng dần, ví dụ thế. Yeah. Cái này sẽ là cái U. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ xây dựng là cái phần R trừ đi R cộng delta R nhân Y, thì ta cứ lấy là cái hàm là R cộng delta R. Đúng nè. Thì ta cho giá trị R vào. Nó sẽ phản hồi cho nên ta cho chắc chắn là phải quay vòng đấy. R đây. Và đương nhiên chỗ này thì nó chưa phải là R0 rồi, cùng với delta R, cho nên ta phải nhét vào đây một cái là gì? Đấy, delta R nữa. Thì ta cho nó vào đây một cái. Đó nè. Có như đồ vào thì không biết cái đồ nào thì anh phải đổi thế này. Vào một cái nguồn ngẫu nhiên. Nguồn ngẫu nhiên. Random number đây. Ở chỗ này á chính là cái giá trị không, giá trị gì đó tùy thì người ta sẽ điều chỉnh. Mà chỗ này ta viết sẽ là delta R. À, đấy.
Như vậy là được cái phần thứ nhất. Nhưng mà cái này chúng ta phải nhân với y, có nghĩa là từ đấy u trừ cho cái này thì nó ra là k phi n. Đấy, k phi y n. Như vậy chỗ này nó phải sang tỷ khấu là 1 trên k phi, nó sẽ cho ta là n. Đây. Nhưng mà nó chia cho 1 trên k phi á, thì ta lại không thể là bỏ khấu tỷ lệ được, do đó ta phải bỏ nó đi và ta đưa vào đây một khối phải là khối chia. Khối chia. Ví dụ đây. Chia. Đây, khối chia cho nó. Khối dv đây. Từ cái đường trên này chia cho đường dưới. Chỗ này ấy, đấy sẽ là k phi y. Đấy, k phi y. Thì phi y này nó cũng là một đại lượng thay đổi, cho nên ta phải tìm cách mô tả nó. Thế thì chỗ này ta tạm gọi là một cái mô hình là k phi y. Ta lấy một subsystem đưa nó vào đây cho nó là dễ mô tả. Đây. Chỗ này ta tạm gọi đây. Và trong này chúng ta sẽ đưa k phi y vào đây. Đó. Nhân với là phi y. Đấy. Như vậy ra đây sẽ được tốc độ chỗ này. Tốc độ này. Thì từ cái tốc độ này á, đúng rồi, chúng ta muốn có dòng điện thì chúng ta lại làm gì? Nhất là chúng ta lấy cái vi phân của nó lên, đúng không? Rồi ta mình nhân với là cái R cộng delta R. Đấy. Tốt nhất là ta cứ làm lần lượt thì ta cho nó có vi phân trước. Khâu vi phân bỏ vào đấy cái đã. Đó. Tốc độ. Xong ra đây ta được là cái giá tốc ta nhân với cái g. Nhân điểm, cái này nhân điểm chứ không chả cần phải nhân gì nhiều. Đấy. Điểm. Đây. Và chúng ta copy cái này qua đây là một cái ta gọi là cái đây cái này, nhưng mà ta gọi là cái này là G cộng với delta G. Nhiều khi làm từng khối này chúng tôi làm một hồi nó loạn hết. G. Làm từng cái đấy. Thì như vậy là chỗ này ta được cái dn trên dt, rồi bây giờ cái này mới cộng với cái t, cái nhiễu của tải cho vào đây. Đấy, nhìn được đúng số. Đấy. Mà chỗ này là cái tải đổ vào. Tải đổ vào ta copy một cái. Tại vào đây là t, nhưng cho nó biết cho nó dễ hình dung thì như thế, người ta nhìn vào phương trình ta thấy đúng không? Và cái này á thì như vậy là muốn mà tính ra dòng điện thì ta phải chia cho là k phi nó y, đúng không? Cho nên ta mới lấy cái này ta bỏ vào đây. Rồi. Và là cái này thì lấy từ về cái phi này đưa vào.
Đấy, như vậy là nó được cái dòng điện ra đây rồi. Chỗ này ra đây sẽ là N. N. Tốc độ. Rồi. Tốc độ. Rồi. Chỗ này ra đấy sẽ là dòng điện. Dòng điện Y này, như vậy chúng ta muốn mà nhân với delta R, ta phải nhân chỗ này, cho nên chỗ này phải thiếu cái thức nhân. Đó. Bỏ cái này đi. Lấy cái này cho vào đây. Đưa góc này lên. Rồi bắt đầu mình lấy cái này cái vào đây. Thì là được cái dòng điện. Còn là cái thứ nhất. Bây giờ điện cảm nhân về DI trên DT, cho nên phải qua một khâu vi phân nửa thì ra được là cái điện cảm. Và ta cho một khối điện cảm đây. Nhấn mà, cho nên ta chỉ nhấn bình thường thôi. Và điện cảm nó nhân lên đây. L cộng với lên ta L được cái điện cảm. Tiếp theo phải trừ đi là cái FI, cho nên chỗ này thì nó sẽ vào đây thì nó chỉ là trừ đây. Đấy, là cái vòng này ra ngoài. Rồi. Gọi lại tí khó quá. Rồi. Bây giờ cái FI này thành là thành phần bất định, cho nên chúng ta cũng chỉ cần đưa vào một cái nguồn là ngẫu nhiên thôi. Ta đưa vào cái nguồn ngẫu nhiên thì là đủ. Và đây gọi là nhiều. Đi trong cái phương trình này. Đến đây thì ta thấy rằng là cái phần mà dòng điện đó rồi. Như vậy dòng điện ra đây. Dòng điện. Đấy. Còn thành phần dN trên dt là đây, thì ta phải nhân với cái ri cộng delta ri đây rồi. À đây có rồi, xong cộng nhiều vào đây thì nó ra đây được là moment đây. Chỗ này chính là moment. Đấy, ghi vào đúng không nào? Rồi. Rồi. Đấy, và chỗ này chỉ là phương vị bên phải là K phi yên nơ, chỉ là xuất liên đồng đây. Xuất liên đồng. Thế cho nó rõ. Tiếp theo chúng ta phải thiết kế cái này. Ví dụ cá phi y thì nó sẽ là một cái phân gồm cái gì? Nó gồm là một cái phi cộng với delta phi và là nhân với cá, thì ta có thể xây dựng cái này thành mẫu được. Người ta đưa vào chung luôn. Cho nó thành cái mô hình luôn ha. Đấy. Là cái này. Đây. Copy vào trong này là làm cái mô hình của nó. Đấy. Thế thì cho một cái nguồn gọi là nguồn tư thống thôi. Ví dụ nguồn nó không đổi, con tăng từ ban đầu. Đấy. Xong rồi cái này đưa đồ ra thôi, thế là hết, không có đồ vào, bởi vì chúng ta chỉ cần có tao ở trong này. Và chỗ này gọi là phi, đúng không? Phi này. Đấy.
chỗ này gọi là delta phi này đúng không? Đó. Thì số này là k thì để nguyên này, dùng 1 đi, để nguyên tử thông và cộng với là delta phi. Như vậy ta xong được cái mô hình như là tử thông. Thực ra là cái này nó cũng giống ý cái này, cho nên ta có thể bỏ đi, ta để cái này ta làm mẫu ta đưa qua đây cũng được, để mình làm cho có một mô hình để nhớ thế thôi. Và chỗ này là sẽ là gì? G đúng không? G cộng với là delta G. Đấy. Thì trong này chúng ta sẽ chỗ đây không phải là phi mà sẽ là G đúng không? Và chỗ này sẽ là delta G. Rồi. Tương tự như thế chỗ này L nó cũng vậy. Chỗ này là L cộng delta L. Đây sẽ là L. Chỗ này sẽ là delta L. Đấy. Delta G. Và chỗ này là error cho nên là ta thực ra cái này cũng không cần viết thế này nữa, mà delta error này thế này ta đã nhân với cái y bỏ đây rồi, y đây rồi, cho nên là đây là dy trên dt rồi, dòng điện đây rồi, đúng rồi đấy. Thì chỗ này chúng ta chỉ cần bỏ cái này đi, giờ ta chỉ cần một cái khối kia là đủ. Đấy. Và chỗ này là delta R. Chỗ này là R. Xong nhân vào, chỗ này là R cộng delta R. Như vậy là đến đây người ta thấy rằng cái mô hình của động cơ một chiều mà nó phi tuyến có thể nói là được xây dựng theo kiểu gần xong, nhưng mà trong này là phần tư thông ta phải kiếm cái mô hình nó có tính chất là phi tuyến là đưa vào nó mới đúng. Người ta xem trong này có chỗ nào nó đây. Đây chính là cái phân này, nó giống cái phân với tư thông có cái độ trễ đây này. Đây. Backlash. Đây. Trong một cái này. Ta đưa vào đây và đưa vào trong cái khối tư thông. Sau khi tư thông đã làm xong đấy rồi ấy, thì ta phải cho cái khối này nó chèn vào, nó tạo ra cái đột. Cái mô hình là trễ của nó một cái. Cái thứ hai là ma sát, lực ma sát và lực Coulomb ở đây thì nó chỉ là xuất hiện trong thành phần bất định này. Đấy, đó lực ma sát Coulomb xuất hiện đưa vào. Thì chúng ta sẽ định nghĩa những cái này. Đấy, ta lưu tạm vào trong cái PBL của ta trước nhóm 37B. Mô hình động cơ phi tuyến. Chúng ta sau khi lưu vào thì ta có thể lấy rằng tất cả cái này á, ta cho nó vào trong một cái tải. Còn nếu không ta cứ để nó về là có thể hình dung ra được rồi. Bây giờ cái tải này là chưa có cơ. Chưa có đúng không? Đấy. Chúng ta mới tạo ra một cái khối mới. Đấy. Tất cả ta cho cái này. Lên đây đã. Lên đây đã. Ha. Nhìn.
Như vậy là cái từ điện áp ta có thể là đưa từ ngoài vào bằng bộ điều khiển, đúng không nào? Ký hiệu đây là cái U điện áp. Như vậy ta sẽ có hai đầu vào là cái tải và cái điện áp, đúng không? Còn đầu ra ta có thể lấy một là cái moment. Đấy, hai là ta lấy về tốc độ. Đây là moment, ta ghi ra moment này. Moment với lực thì cũng là một thôi, đúng không? Hai là cái tốc độ. Đúng là tốc độ ta lấy ở đâu? Ta lấy chỉ là ở cái đây. Ba là vị trí. Vị trí. Không? Vị trí ta lấy ở cái đâu rồi? Chưa. Vị trí thì phải là lấy tích phân của tốc độ thì nó mới ra vị trí, cho nên ta phải cho một khối tích phân vào. Chỗ nào cho nó được chật chội, đây có thể lấy tạm trên này cũng được. Ta có tốc độ đấy rồi, ta chỉ lấy tích phân đến này là xong. Đây, tốc độ thì ra vị trí. Mà nếu cần ta lấy thêm dòng điện nữa, dòng điện ở đây. Thì lấy thêm một cái nữa về dòng điện. Như vậy ta lấy rất rất nhiều cái biến trạng thái ở trong động cơ ta đem ra, đúng nè, đây dòng điện đấy. Như vậy là cái động cơ này có hai đầu vào là điện áp nhiễu tải, còn cái thông số chúng ta đo lấy ra là moment, tốc độ, vị trí và dòng điện. Từ đó chúng ta sẽ xây dựng cái động cơ này nó đây, mà ta gọi đây là động cơ. Cơ là có động cơ một chiều. Chiều. Đấy. Nãy giờ mọi người theo dõi thì có rõ không? Ừ. Nãy giờ mọi người theo dõi có rõ không? Thầy vào nó kịp đồng cửa em hỏi một chút về thầy. Thôi tí nữa thầy sẽ gửi cái đồng cửa cho các em là lấy làm rồi sẽ hỏi sau. Bây giờ thầy nói tiếp về cái chỗ thiết kế bài toán cái đã. Dạ. Đây thầy sẽ luôn cho các em cái động cơ luôn trước cho nó có rồi để đây mô hình động cơ phi tuyến đây. Thì nó lấy rồi là tự điều chỉnh các tham số bên trong đấy. Đó. Rồi, bây giờ ta mới quay trở lại bài toán. Bài toán của ta ở đây tức là gì? Từ cái động cơ này, cái tải này là tải phi tuyến, ta sẽ đưa nó vào. Thì ta sẽ điều khiển nó. Cho nên á, là để điều khiển động cơ, chúng ta sẽ cần đưa ra là bài toán điều khiển. À, thứ nhất, ta phải điều khiển điện áp. Điện áp là một kênh. Đấy. Điều khiển điện áp động cơ. Nhưng động cơ thì ta chỉ có thể điều khiển điện áp đặt lên động cơ thôi. Nhưng mà chưa chắc ta có thể điều khiển cả tư thông. Đấy. Bởi vì tại sao động cơ một chiều ta có thể cho phép điều khiển tư thông? Bởi vì những động cơ lớn ấy thì tư trường nó lại được điều khiển từ một nguồn bên ngoài chứ không phải nằm trong vĩnh cửu. Điều này có nghĩa rằng là tư thông được điều khiển từ một nguồn bên ngoài. À, nếu mà đã thế này ấy, thì chúng ta lại phải đặt tư thông là một cái kênh vào của động cơ chứ không dùng cái kiểu này được, tức là phí này phải lấy từ một cái nguồn từ bên ngoài đưa vào. Thế thì ta phải thêm một cái khối cộng này nữa, cho nó một khối cộng này
là đưa vào đây. Và cái này cộng vào đây thì như vậy là nó sẽ cho một kênh nữa là từ thông. Phải copy một cái. Đó rồi, đây. Ê, đưa vào đây và đây có một kênh từ thông nữa. Thông nữa từ thông này chúng ta sẽ được cái là có một bộ điều khiển từ thông nữa. Đấy. Như vậy chúng ta sẽ thấy động cơ là có ở nó từ thông này là đây có thêm một cái này control D ở đây 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 là từ thông nó có được lấy biết đấy còn được rồi. Như vậy chúng ta sẽ thấy động cơ này có ba cái đầu vào. Trong đó đầu vào thứ nhất là điện áp được điều khiển, đầu vào thứ hai là từ thông được điều khiển, và đầu vào thứ ba là tải, nên là biến thiên theo tải bên ngoài nó đưa đến. Có những đầu ra của nó là moment, tốc độ, vị trí và dòng điện như thế. Đấy. Cái này thì đúng ra mô hình này, ta xóa cái hồi này, ta đưa cái này lên cho nó đầy đủ hơn này. Đưa cái này xóa đi. Xóa đi và đưa cái mới này. Đây. Đấy. Mô hình dưới á. Rồi. Như về bài toán đặt ra của ta là từ thông được điều khiển từ nguồn bên ngoài, điện áp đặt lên động cơ. Được điều khiển từ chỉnh lưu. Đương nhiên là thế rồi đúng không? Từ nguồn chỉnh ngay này cũng chỉnh lưu luôn. Có nghĩa là hai cái này đều luôn luôn là được chỉnh lưu ngoài. Đấy. Đây là đầu đầu vào điều khiển, con đầu ra. Bài toán điều khiển đang ghi vào rõ đây là cái đầu vào. Đầu ra. Tốc độ và moment. Nhất là của tải thì nó đương nhiên rồi đúng không? Nhưng cái thứ hai là điều khiển moment tải. Đấy. Moment tải. Thì là hai cái này á là nó liên quan tới công suất đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ sử dụng cái đo lường hệ thống đo lường để đưa tín hiệu vào. Đo lường chúng ta sẽ đo những cái gì? Nhất là chúng ta đo dòng điện. Moment thì tất nhiên liên quan tới dòng điện đúng không? Và thứ hai là đo độ. Đấy. Và ví dụ như cái nữa là chúng ta phải đo điện áp. Điện áp. Thực ra thì chúng ta chỉ cần là điều khiển cái hai cái này thì nó chỉ cần cái đó dòng điện và đó tốc độ thôi. Nhưng mà chúng ta đo điện áp từ trường. Đấy. Đó là đo dòng điện từ trường, đo dòng kích từ đi. Đo dòng điện kích từ để biết được là cái độ lớn từ thông. Đo dòng điện này ta gọi là cái I, đo tốc độ ta gọi là cái N, và đo kích từ ta gọi là cái IK, đúng nè. Đấy, ba đại lượng như thế. Thì cái đo dòng điện này thì nó có cái phạm vi là nếu mà chúng ta có thể chia ra cái dải của nó thì là từ dòng điện nhỏ, vừa và lớn, gọi là dòng điện liên tục. Đấy, dòng điện liên tục.
Cho nên là đặc trưng cho cái dòng điện này á, ví dụ như là trong cái phạm vi làm việc ta có thể đặt cái biến dòng điện là nó thay đổi theo một cái hàm liên tục, nhưng mà ta đặt cái hàm rời rạc để nó chia được cái ngưỡng ra. Đấy. Để ta xem là dòng điện này có thể bằng cái ví dụ là trừ 1, 0, 1 chẳng hạn. Còn giá trị gì đó ta sẽ định nghĩa sau n này cũng thế, bằng cũng là trừ 1, 0, 1 chẳng hạn. Ta ví dụ về y cái từ này cũng thế, trừ 1, 0, 1. Đầu ra thì ta chỉ có tốc độ của tải thì ta chỉ có là không thì không thì không không điều khiển, mà một thì có điều chỉnh nào. N không chấm một moment tải thế, M không một không một là cái gì ta sẽ định nghĩa, ví dụ như không là tốt mà một là nó bị sai, vân vân. Rồi thế thì là chúng ta sẽ dừng cái màng neuron, bộ điều khiển neuron cho cái này màng điều khiển neuron, nên ta sẽ dừng cái bộ điều khiển neuron cho cái này. Rồi. Và bây giờ ta giải lao khoảng 15 phút. Các em xem mô hình đi đã, rồi xong rồi quay lại học tiếp nhé. Giải lao 15 phút đã nghe. Dạ. Việc bình tí. Rồi. Các em mở cái mô hình ra xem trước đi đã.